Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương mục Cờ Trận Hạ Tầng của Team Rồi Review. Từ năm đổ lại đây, thông tin về tiến độ của sân bay Long Thành có lẽ đã chiếm sóng rất nhiều trên rất nhiều các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Nhưng với nhiều anh chị ở xa chưa một lần đến với Long Thành, vẫn chưa định hình được vị trí cũng như là đường dẫn vào sân bay như thế nào. Và hôm nay cả nhà cùng team cập nhật lại một số những thông tin liên quan đến tiến độ của đường dẫn vào sân bay Long Thành, từ đoạn nút giao 25C, quốc lộ 51T01 đến với sân bay Long Thành nhé. Khởi công vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, nằm trong gói thầu 6.12 của dự án thành phần 3 thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, có giá trị hơn 2.640 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh tập đoàn Đèo Cả, đứng đầu tuyến số 1 và tuyến số 2 đường nối vào sân bay Long Thành với tổng chiều dài 7.3 km đang được triển khai rầm rộ phía trước của sân bay Long Thành. Trong đó với tuyến số 1 dài 3.8 km sẽ kết nối trục chính sân bay Long Thành đầu phía tây với quốc lộ 51 là đường dẫn vào sân bay, hay còn được gọi là đường công vụ, đảm nhiệm trọng trách vận tải máy móc cấu kiện siêu trường siêu trọng trong quá trình xây dựng sân bay Long Thành. Giai đoạn 1 sẽ được đầu tư với quy mô là 6 làn xe. Việc thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh là 10 làn xe chạy chính và 6 làn xe đô thị song hành. Bề rộng mặt cắt ngang dao động từ 85 đến 120 m, vận tốc thiết kế 80 km trên 1 giờ. Còn tuyến số 2 dài 3.5 km sẽ kết nối tuyến số 1 với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quy mô mặt cắt ngang gồm 4 làn xe theo hai nhánh chạy độc lập song song với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vận tốc thiết kế là 100 km trên 1 giờ. Từ đó hình thành hai nút giao thông cực lớn là 25C quốc lộ 51 T01 và T01 T02 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trong đó đường 25C nối sân bay Long Thành và Nhân Trạch cũng vừa mới khởi công vào đầu năm 2024, đoạn từ đường Hùng Vương đến với đường Nguyễn Hữu Cảnh. Còn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đã xử lý được 5% giải phóng mặt bằng.